Không chắc lắm nhưng mà em có cảm giác đây là gà hữu cơ. Mắt trong chắn là tươi sạch. Em chắc chắn 100% món rau trên tay em là rau hữu cơ. Liệu lựa chọn của họ có chính xác? Đây có chắc là thực phẩm tươi sạch? Liệu lựa chọn của họ có chính xác? Xin chào các bạn đến với chương trình Nhìn Vậy Không Phải Vậy. Và game show của chúng ta hôm nay sẽ có 5 người chơi. Và bây giờ xin được nhiệt liệt đón chào 5 người chơi của chúng ta. Bây giờ là thử thách đầu tiên, người chơi sẽ chọn cho mình con cá theo họ là tươi sạch. Các chị sẽ có 10 giây để chọn con cá của mình. Các chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 10 giây bắt đầu. Mọi người đều tự tin vào sự lựa chọn của mình chưa? Đã có tin chứ. Chị nghĩ rằng con cá của chị thật sự tươi sạch không? Anh xem nè, thịt cá chắc, mang thì vẫn còn đỏ này, thân không khều, mắt trong trắng là tươi sạch. Cảm ơn chị. Thế còn chị thì sao? Con cá của em cũng tươi sạch, mang rất là đỏ này, da còn nhừ nè, cho nên em chọn nó. Cảm ơn em. Như vậy là chúng ta đều có kết quả chính xác trên tay của mình rồi phải không ạ? Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo rằng hiện ở đây chỉ có 3 người thắng cuộc và 2 người bị loại. Hai người đó là chị và chị. Rất tiếc. Không thể tin được mình lại bị loại. Tại chị chọn cá luôn dựa trên kiến thức, kinh nghiệm để chăm sóc cái gia đình rồi, làm sao mà sai được. Kiến thức của chị thì rất đúng, không sai. Nhưng chị đã chọn sai con cá. Con cá này không hề tươi sạch, nó đã được ướp ure. Cái việc ướp ure làm cho nó nhìn rất là săn chắc. Cái mang thì rất là tươi đỏ, tăng độ đàn hồi. Và cái bụng thì không phải trưng phành lên. Cái vẻ đẹp bên ngoài này của con cá có thể giữ được cả tuần nhờ ure đấy. Đúng là nhìn vậy mà không phải vậy nhỉ. Và bây giờ là đến thử thách lựa chọn bó đậu cải xanh hữu cơ. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng liệu họ có lựa chọn đúng? Và bây giờ sẽ là thử thách lựa chọn bó đậu cải xanh hữu cơ. Các chị sẽ có 10 giây để chọn lựa. Các chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 10 giây bắt đầu. Các chị đã có trong tay mình bó rau ưng ý rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Và bây giờ tôi xin phép hỏi người một. Chị cho hỏi, tại sao chị nghĩ đây là rau hữu cơ? Em không chắc lắm nhưng mà có lẽ là rau hữu cơ. Bởi vì kích thước của nó nhỏ và không được trồng đều. Cảm ơn dạ. Chị. Còn chị? Em chắc chắn trên tay em là bó rau hữu cơ 100% luôn. Wow. Tại vì em có kinh nghiệm ăn chay trường rất là lâu rồi. Thứ hai là chỉ có rau hữu cơ mới là có những cái đốm sâu ăn lá như thế này thôi. Còn chị? Theo tôi thì thứ nhất là màu không quá đẹp. Thứ hai đó là hương vị rất là đậm đà. Kiến thức của các chị đều đúng. Có hai chị đã lựa chọn đúng. Đó là rau hữu cơ thường có kích thước không đồng đều và màu sắc không quá đẹp. Tuy nhiên trong thử thách này tôi đã tạo ra đồ ăn của sâu một cách tự nhiên. Chính vì vậy chị đã bị nhầm lẫn trong thử thách này. Thật sự em rất là bất ngờ luôn. Lại một lần nữa chúng ta thấy đôi khi nhìn vậy mà không phải vậy. Chào mừng các bạn quay trở lại với thử thách cuối cùng của chương trình. Trên bàn có 3 sản phẩm. Hai chị đã lựa chọn cho mình thực phẩm chức năng đủ tiêu chuẩn. Có vẻ đây là một thử thách thực sự khó khăn. Đôi khi nhìn vậy mà không phải vậy. Vậy đâu là sự lựa chọn chính xác cho thực phẩm chức năng đủ tiêu chuẩn bảo vệ sức khỏe gia đình bạn? Hãy bình luận ngay cách lựa chọn thực phẩm chức năng của bạn ở bên dưới video này nhé.